Mình xin chia sẻ với các bạn về cái điều quan trọng của YouTube ha. YouTube báo là khi mà có địa chỉ gửi đến mail các bạn là phải có đuôi a@youtube.com hoặc là a@google.com thì mới là địa chỉ mail chính xác từ tập đoàn của Google các bạn nha. Nếu mà chúng ta gặp những cái trường hợp mail khác đặt đặt những cái tên là giống Google nhưng mà thật sự là không phải như vậy thì chúng ta cẩn thận kẻo bị lừa các bạn ha. Thì đây Google bảo mình để bảo vệ kênh của bạn khỏi các trường hợp lừa đảo, hãy xác minh địa chỉ mail trước khi nhấp vào đường liên kết trong bất kỳ email nào. Hãy xác nhận địa chỉ mail trước khi nhấp vào đường liên kết trong bất kỳ email nào. Tìm hiểu về bảo mật tài khoản của bạn ngay bây giờ. Rồi, chúng ta vào đây ha. Nè, mình đã xác minh hai bước. Các bạn dùng Facebook hay là Google đều nên xác minh hai bước các bạn nha. Xác minh hai bước như thế này và mình xác minh qua số điện thoại. Ví dụ là một cái ai đó lỡ có đăng nhập vào mail của mình, tất nhiên mail mình là dễ biết rồi, các bạn nhìn nè. Đấy, mình đưa đây là các bạn thấy mail mình rồi ha. Đấy. Còn mật khẩu là như thế nào đó là tùy cái người mà người ta muốn muốn lợi dụng, người ta nhập vào cái mật khẩu của mình. Nhưng mà để nhập mật khẩu của mình thì còn phải xác nhận thêm cái bước thứ hai là số điện thoại được nhận tin nhắn, cái mã số 6 số, 4 số gì đó là nhập vào đúng thì cái điện thoại bên kia họ mới đăng nhập được cái tài khoản của mình. Đó là xác nhận hai bước các bạn nha. Ở trên Facebook cũng vậy, các bạn nên xác nhận hai bước khi mà chúng ta có những cái tài khoản rất là quan trọng như Twitter hay là tài khoản fanpage nào đó của bạn ha. Rồi mình xem coi có gì nó thiếu sót không nè. Thêm địa chỉ email khắc phục. Thêm hoặc thay đổi số điện thoại khắc phục. Tốt nhất là những cái điện thoại mà các bạn mà xác nhận qua cái mail á, thì tốt nhất là các bạn dùng cái sim thứ hai. Và cái sim đó các bạn có thể là dùng trên một cái máy là hay offline các bạn ha. Có nghĩa là máy đó thường sử dụng offline, không có sử dụng những tính năng kết nối internet như 3G, 4G, 5G, Wi-Fi gì đó là chúng ta không sử dụng, càng tốt. Hoặc là cái máy mà đập đá cùi bắp các bạn ha, chúng ta để dành xác nhận những cái điều quan trọng như tài khoản ngân hàng hoặc là những cái mail quan trọng của mình. Đấy, mình coi vào cái khóa bảo mật đây nè. Rồi. Thêm ít nhất là bước thứ hai bổ sung mã dự phòng, khóa điện thoại dự phòng, lời nhắc của Google, đăng nhập nhanh hơn bằng lời nhắc trên điện thoại của tính năng, xác nhận hai bước, thiết lập điện thoại để nhận lời nhắc. Cái nào mà nó thật sự quan trọng các bạn nên đọc qua thêm các bạn ha, để chúng ta nắm thêm những cái kinh nghiệm mà nó hữu ích hơn. Thì đối với mình thì chỉ cần hai bước xác nhận là được rồi, do cái mail của mình nó gồm ký tự đặc biệt, chữ cái hoa, chữ cái thường và số đấy, nên mình rất là an tâm về cái tài khoản của mình ha. Có thêm cái bảo mật hai lớp nữa thì rất là chuẩn các bạn nha. Ai mà muốn đăng nhập vô cái mail mình là cũng vất vả lắm đó. Rồi bây giờ chúng ta vào cái mail các bạn nha. Chúng ta vào cái mail để coi cái thông tin mail mình đã gửi những gì mà Google đã báo cho mình như thế này. Đây, đây cái mail của mình. Rồi bây giờ mình vô cái hộp thư đến đây. Thường trong cái hộp thư đến này nó sẽ không cập nhật cái ngày mới nhất cho các bạn. Các bạn thấy không? Ngày 31 tháng 1 mình mới vào nè.
Bây giờ là ngày 19 tháng 2 rồi. Hơn nửa tháng của người ta rồi ha. 20 ngày rồi. Đấy, các bạn kéo như mình. Các bạn kéo đè chuột. Nó lộn đè trên màn hình. Giữ yên ngón tay rồi kéo xuống như thế này. Rồi mình làm lại cái nữa. Là nó sẽ quét thêm các bạn nè. Nó sẽ load thêm những cái tin mới hơn. Ở đây là đối với app trên điện thoại thôi các bạn ha. Còn các bạn như web thì hiện rất là chi tiết và đầy đủ các bạn nha. Tất cả những cái kênh đăng ký mà các bạn đã từng đăng ký thì những cái đó nó đều hiển thị hết các bạn ha. Mình ví dụ cái Google AdSense này nè. Khoản tín dụng quảng cáo trị giá 900.000 đồng. Đây các bạn xem nha. Để xem. Đây, Google để coi cái này nó được được gửi từ đâu? Được gửi từ Singapore nè, Singapore. Google ASEAN. Nhưng mà chúng ta để coi nha, tin này nó thật sự là đúng của Google hay không? Những cái liên kết mà nó có chữ Google thế này thì có lúc thì chúng ta nghĩ nó là an toàn nhưng mà không chắc các bạn nha. Không chắc, mình không chắc do những cái link này mình chưa có đăng nhập. Đấy. Nhưng mà có cái link trên đây là cũng tạm ổn phần nào nè, có cái trang gốc của Google nè. Thì Google cho mình 900.000 để mà giống như là dùng cái phí để quảng cáo các bạn ha. Để mình coi coi. Chuyển tiếp. Chặn. Chặn. Ở đây có tính năng chặn nè các bạn, không không nhận được cái tin nhắn từ cái người đó gửi cho mình nữa nè. À, thêm dấu sao. Trả lời tất cả, mình thử vào trả lời tất cả coi xem cái mail này là mail gì các bạn nha. Google Send. Nhưng mà không thấy cái chi tiết của họ ta. Đây. Đấy các bạn ha, thấy chúng ta gõ vào. Đấy, chúng ta click vào một cái là chúng ta thấy được cái đuôi Google. Vậy là cái mail này là chính xác là của Google các bạn nha. a@google.com thì chính xác thì cái mail này là của Google. Thì các bạn muốn muốn biết cái mail đó là của thực sự của Google hay không thì các bạn click như mình nha, ba chấm rồi chuyển tiếp. Chuyển tiếp. Đây. À, xin lỗi các bạn, vào trả lời tất cả các bạn nha, click ba chấm nè. Rồi trả lời tất cả nè. Đấy, bạn sẽ thấy cái tên Google đây. Thì bạn sẽ click vào cái tên luôn thì nó sẽ hiện ra cái tên gốc. Đấy, bạn click 2 3 lần thì nó sẽ hiện ra cái đuôi đuôi của địa chỉ mail đó. Các bạn đã thấy ha, a@google.com là chính xác là cái mail này là do Google cung cấp cho mình. Thì đó là cái mail chính xác các bạn nha. Còn những cái tên mà cái tên ở phía ngoài như thế này, cái tên đặt phía ngoài ví dụ là Google AdSense gửi bạn khuyến mãi hay là nhận thưởng chương trình gì đó, cái tên này là ai cũng đặt được các bạn nha. Còn quan trọng là cái mail bên trong mới quan trọng các bạn nha, giống như mình mới kiểm tra cho các bạn xem ha, cái bên trong đó mới quan trọng, còn cái tên bên ngoài thì ai đặt tên gì cũng được các bạn ha. Rồi bây giờ tiếp YouTube mới ngày 17 nha, còn 2 ngày nữa. Thế mình đây hiện tại 19 lận. Để mình vuốt đây, mình cho nó load thêm tới ngày 19 đây. Cái tin mới nhất coi là cái tin gì mà Google báo mình ta. Những bạn nào mà chúng ta dùng nhiều tài khoản Google ha thì chúng ta nên đăng ký những cái tên hoặc là những cái giống như là những trung tâm hỗ trợ việc làm để chúng ta nhận mail liên tục, hoặc là nói chung là cái web nào mà các bạn có thể nhận mail liên tục như thế này. Đấy, các bạn đăng ký những cái kênh nào đó đó, giống như cái Remlab firmware này của mình đó, các bạn đăng ký thì các bạn sẽ nhận mail liên tục ha, nhận mail liên tục và chúng ta sẽ bảo vệ được cái tài khoản Google Gmail đó nó lâu và bền các bạn nha. Nếu mà chúng ta ít hoạt động quá thì Google họ cũng sẽ giảm bớt tính năng của các bạn nha. Giống như chúng ta up những cái file mà gì đó mà chúng ta ít sử dụng, chúng ta chỉ để lưu thôi mà chúng ta không sử dụng thường thì Google sẽ chặn tính năng là chỉ cho các bạn xem
file và không cho các bạn chia sẻ file. Đó là cái khả năng mà Google đang hạn chế đối với mình một vài tài khoản các bạn ha. Hiện tại tài khoản chính mình cũng đang bị nè. Là Google họ cho 15 GB, mình lưu lưu thấp hơn là 14 GB chính chẳng hạn đó. Mình lưu vậy đó. Thành ra là họ cũng không làm ăn gì được, giống như mình xài miễn phí hoài thì cũng kẹt cho người ta các bạn ha. Thành ra họ sẽ giới hạn những tính năng của chúng ta để chúng ta bị cái ràng buộc đó mà chúng ta sẽ dùng cái những cái phiên bản có phí của họ. Thì cũng công bằng thôi các bạn nha, tại vì mình dùng miễn phí của người ta mà. Người ta dùng cái ổ cứng để người ta lưu trữ biết bao nhiêu là dữ liệu của người ta. Rồi mình chiếm cái dữ liệu, cái dung lượng, cái vị trí đó, rồi những cái người khác họ cần, họ không có đủ để mà lưu dữ liệu thì chúng ta cũng làm ảnh hưởng đến người ta, thì thành ra họ họ làm những cái điều đó để ràng buộc chúng ta là đúng các bạn ha. Kể cả Mega các bạn nha, Mega.nz cũng vậy. Mấy hôm nay mình download, mặc dù mình là tài khoản cũng lâu rồi các bạn nha. Mình là tài khoản cũng lâu rồi, mấy năm rồi. Mình lưu được 50 GB rồi, thì cái đó là ai cũng cũng có thôi. Nhưng mà cái dung lượng tối đa các bạn có thể tải một file trong một buổi đó là 4 GB các bạn nha. Mình tải những cái file ví dụ 4 GB mốt là nó không cho 4 GB thôi. Thì chúng ta cũng nên lường cái điều này mà chúng ta tải những cái file file lẻ các bạn nha, hoặc cái file dung lượng thấp hơn để các bạn tải rồi bị chặn lại thì rất là phí các bạn ha. Mấy hôm nay mình tải cái bộ Treelec, cái bộ WinBE các bạn. Có bộ WinBE mà cái bộ full của Nghe mà họ có phiên bản tiếng Anh đó. Khá là hay các bạn ha. Rồi, nhưng mà rồi mình bị đây nè, mình nói với các bạn nè, 15 GB mình lưu 14 GB chính là nó mình gì không đó. Thành ra người ta giới hạn ràng buộc cũng cũng phải thôi, mình cũng không thể trách họ được, họ làm đúng thôi. Nhưng mà nói chung là mình cũng giới thiệu dùm họ và giới thiệu giúp họ những cái tính năng cũng như là những cái điều gì đó, giống như là những cái phần mềm này kia mình trước đây mình chia sẻ cũng cũng nhiều các bạn ha. Thành ra cũng có nhiều bạn cũng hỏi thăm và cũng từ đó mà tạo nhiều cái tài khoản Google để mà dùng cái dịch vụ của họ. Thì chúng ta mặc dù miễn phí nhưng chúng ta cũng quảng cáo giùm cho người khác các bạn ha, nên thành ra họ cũng phần nào cho chúng ta duy trì được cái tài khoản lâu dài là vậy. Người ta cũng có cái mặt lợi của họ các bạn nha. Rồi, về cái phần tin đặc biệt thì mình chưa thấy. Để mình coi cái tin BAM các bạn nha. Các bạn nên để ý những cái tin BAM ha, những cái tin BAM, những cái tin nào là nó không thật sự quan trọng hay là của người thân gửi thì các bạn đừng nên xem ha. Xem ví dụ xem như mình như thế này là được nè, đấy, nhưng mà xem tới đây thôi. Các bạn không nên click vào những cái liên kết bên dưới nữa nha. Nếu mà thật sự chúng ta không biết thì đừng nên click vào. Chỉ ta chúng ta click như thế này thôi là ok. Click như thế này thì các bạn không bị ảnh hưởng gì nha. Nhưng mà các bạn click thêm một cái link bên trong, ví dụ mình để ví dụ xem chi tiết, mình ví dụ thôi. Đó, và cái link mấy cái link này thì các bạn có thể là bị dính những cái sâu Trojan đó, hoặc là những cái ransomware. Đó, rồi các bạn sẽ bị ảnh hưởng đến tài khoản của mình rất là lớn ha, hoặc là nhiễm virus gì đó. Vân vân vân. Thùng rác. Quan trọng. Rưỡi. Tất cả thư. Luật Việt Nam đây, các bạn cũng có thể vào xem luật Việt Nam cũng hay nè. Luật Việt Nam cũng gửi những cái điều mới nè, những cái bộ luật mới các bạn. Đó, các bạn đăng ký ha, đăng ký vào là luật Việt Nam thì chúng ta để coi mình coi nhớ lại coi là cái trang này là trang chủ từ đâu. Để coi ở dưới này có không nha.
ngượcvietnam.vn các bạn nha. Các bạn vào đăng ký ha, chúng ta sẽ nắm bắt được nhiều cái thông tin du lịch rất là hay các bạn nha. Sen Hương, Nguyễn Tiến Thành cũng rất là nhiều tài khoản Facebook ha, các bạn ha, cũng có bình luận chia sẻ này kia là cũng upload trên đây hết các bạn nha. Hiện Thành Phước đã gửi cho bạn. Ô sư huynh mình gửi cho mình cái gì ta? À, gửi cho mình tin nhắn đặc biệt. Đó, mình không xem các bạn nha. Đó, mình xem rồi, trên Messenger mình đã xem rồi. Rồi. Instagram. Instagram mình cũng ít dùng các bạn ha. Rồi, 15 phút mấy nha. Nói chung là chia sẻ với các bạn như đây là cũng khá là hữu ích rồi nha. Tạm thời vậy thôi các bạn nha. Rồi mình quay lại YouTube nè. Mình quay lại YouTube các bạn nha. YouTube từ trình duyệt web các bạn nha. YouTube từ trình duyệt web nè. Đây. Rồi mình sẽ chắc chắn mình sẽ thấy được cái tin hồi nãy. Sẽ thấy được cái tin vừa rồi các bạn nha. Nên chúng ta vào cái quản lý video của chúng ta. À, phiên bản này sẽ sớm ngừng hoạt động, đã chuyển qua YouTube mới nè. Rồi. Rồi, để chúng ta xem coi như thế nào bạn nha. YouTube đã chặn mình các bạn, chặn không cho kiếm tiền mấy hôm nay, hết tiền rồi, giảm từ từ rồi, tới ngày 26, còn 7 ngày nữa, 7 ngày nữa các bạn nha, 7 ngày nữa mình mới được bật kiếm tiền lại, nhưng mà trong vòng 7 ngày nữa là mình sẽ dành nhiều thời gian mình làm cái việc mà mình chưa có chuyển hết những cái video về cái quyền trẻ em hay không thuộc quyền trẻ em, mình chỉ làm cái đó thôi. Còn cái việc mà những cái việc khác giống như là những cái video mà nói là bị bắt bản quyền nhưng mà không có chặn tài khoản, khóa tài khoản, có nghĩa là được chia sẻ mà là không được kiếm doanh thu trên video đó, thì những video đó tạm thời mình sẽ làm chuột bạch để thử nghiệm cái điều đó các bạn nha. Tại vì những cái điều này không ai chia sẻ các bạn, rất là hiếm người chia sẻ, nên thành ra là mình sẽ làm chuột bạch, mình thí nghiệm cho các bạn ha, để các bạn thấy cái điều gì đó nó ổn hay không ổn, mình sẽ chia sẻ để các bạn biết, các bạn làm theo cái những cái điều nào mà tốt cho các bạn mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Rồi xin dừng video tới đây thôi các bạn nha. Rồi các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video mình nha, cảm ơn các bạn nha.